Cái LED pháo hoa bên em đây nhá, rất là nhiều chế độ luôn, em sẽ làm một cái video riêng để xem cho các bác xem được từ đầu đến cuối các chế độ và cách lắp đặt luôn các bác nhá. Đó. Thì nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Đấy. Đây. Đấy. Rất là nhiều các chế độ các bác nhá, em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Có chế độ auto, chế độ tự động này. Đấy, rất là nhiều chế độ khác nhau các bác nhá. Đó. Đây, đấy, chế độ đứng yên này. Đấy, rồi các cái chế độ khác nhau các bác nhá. Đó, tắt đi này, bật lên này. Đây các bác nhá. Đó, đây điều khiển của nó đây. Đấy. Tắt đi này, bật lên này. Đấy. Sau đó là chế độ đứng yên này. Và sau đó là chế độ các cái chế độ khác này. Thì em sẽ lần lượt điều khiển cho các bác xem các bác nhá. Đó. Đầu tiên là chế độ đây. Con này là bắn từ dưới lên này. Đó, bắn từ dưới lên. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Đó, bắn từ dưới lên các bác nhá. Đó. Đây. Tiếp tục này, chế độ khác nữa này. Chế độ 2 này. Đây các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chế độ thứ 2. Đó, chế độ thứ 2. Rất tuyệt đỉnh luôn các bác nhá, rất tuyệt đỉnh luôn. Đó. Chế độ thứ 3 này. Đó. Chế độ thứ 3 này các bác nhá. Đấy, chế độ thứ 3 này. Tiếp theo chế độ thứ 4 này. Đấy, chế độ thứ 4 này. Đấy, chế độ thứ 4 các bác nhá. Đó. Đầu tiên là nháy từ ngoài vào này. Nháy từ ngoài vào các bác này. Đó, nháy từ ngoài vào nhá. Đó, các bác thấy không? Nháy từ trong ra này. Đấy. Nổ pháo hoa từ trong ra này. Rất đỉnh luôn các bác nhá. Đấy. Từ ngoài vào này. Đấy, từ ngoài vào. Từ trong ra này. Đấy. Rồi đến chế độ là đẩy từ ngoài vào này. Đấy, đẩy từ ngoài vào nhá. Đẩy từ ngoài vào. Rồi đến chế độ đẩy từ trong ra này. Đây. Từ trong ra này. Đó, các bác thấy không? Rất nhiều chế độ luôn. Đấy, tiếp theo là chế độ đi ra này. Đấy, chế độ đi ra đây. Đấy, đi từ dưới lên, sau đó đi ra hai bên này. Đi vòng quanh này. Đấy, các cái chế độ khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều chế độ luôn. Đó. Tiếp theo là đến chế độ đi ra theo kiểu mũi tên nữa này. Đấy, đi ra theo kiểu mũi tên nữa này. Đó, rất là đẹp không nhá. Đấy, các bác thấy không? Cực kỳ là chất luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, LED pháo hoa nó phải chất như thế không nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Và rất là nhiều chế độ các bác nhá. Đấy. Nói chung là rất là nhiều chế độ luôn. Các bác có thể về tùy chỉnh các cái chế độ mình mong muốn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Đấy các bác nhá, lại còn nháy xoay vòng nữa này các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Các bác nhá, đấy, rất nhiều chế độ nhấp nháy rất đẹp luôn. Rồi em sẽ hướng dẫn các bác cái cách cài đặt các bác nhá. Đó, cách cài đặt cho các bác cài đặt. Nói chung là con này thì tuyệt vời không mặt trời rồi. Đó, bên em bán rất là nhiều được các bác nhá. Đó, thấy không? Các bác thấy không? Rất ok luôn. Em sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên shop về cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy thì em sẽ lên video giới thiệu cho các bác chi tiết cái cách lắp đặt cũng như là sản phẩm và báo giá là 240.000 bao ship các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là LED pháo hoa các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là LED pháo hoa. Đấy, hoặc lên cho em là đèn pháo hoa cũng được. Đấy, lên cho em là LED pháo hoa các bác nhá. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là LED pháo hoa. Đó. Đây. LED này, pháo hoa. Đó. LED pháo hoa con này thì bên shop về cái giá rất là tốt luôn. Nên là gửi tới các bác cái giá tốt 240k và bao ship các nhá. 240k và bao ship cho các bác nhá. Đó. Con này thì nó về là các bác cắm vào USB nhá, cắm vào USB. Ở đây thì nó kết nối cái cổng này. Các bác có thể là quét mã qua Zalo để điều khiển qua điện thoại, còn không thì các bác điều khiển trực tiếp. Ở đây nó đã có cái cục điều khiển trực tiếp rồi. Về các bác có thể điều khiển trực tiếp được luôn các bác nhá. Đó. Đây, có điều khiển trực tiếp đây. Đấy, điều khiển trực tiếp đây các bác nhá. Đó. Điều khiển các cái chế độ nháy này, đây cái bộ điều khiển của nó này. Đấy, tỏa ra rồi tỏa vào rồi nói chung là các kiểu luôn. Đấy, nói chung là đầy đủ luôn các nhá. Cái này của nó là thuộc dạng là LED dây và dán các nhá. Đây là cái cục lõi của nó này. Cục lõi của nó và đây là cái nấc đầu tiên mà cái nấc có cái màu xanh này. Đấy, nấc có màu xanh này thì nó là cái nấc nguồn, tức là cái cán của nó. Còn lại là nó sẽ tỉa ra, nói chung là rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Rất là đơn giản dễ lắp đặt thôi. Đây, em sẽ lắp đặt cho các bác xem. Đây, bỏ cho anh đi kéo nào. Đây các bác nhá. Đó. Thì đầu tiên khi các bác dở ra là nó sẽ có một con dây như này. Nó gọi là cái cột đấy các bác nhá. Đấy. Nó là cái phần cái cột này. Đây, nó là cái phần cái cột này là cái dây dài nhất này. Còn lại nó có 2 4 6 8 10 11 cái dây 11 cái dây LED vòng quanh nữa, với cả cái dây nguồn này là 12 các bác nhá. Đấy. Thì các bác cứ kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, đầu tiên là nó có cái nguồn này, cái này về các bác cắm vào cái ổ USB điện thoại nhà mình với nhá. Các bác kết nối cho em là đúng nguồn như này. Đây. Đúng nguồn, đúng rác, đúng dây thì nó mới ăn khớp được các bác nhá. Đây. Đấy, cắm cho em là đúng rác như này. Đấy, cái đầu trắng này vào đầu trắng và ăn cái lẫy này các bác này, ăn cái lẫy này. Đấy, đúng như này. Đấy các bác nhá. Đấy, kết nối như này là cái đầu này sau nó các bác cắm vào ổ USB này. Đấy, còn cái đầu này thì các bác cắm vào cái đầu này, các bác cắm vào cái phần lõi chính cho em. Đấy, các bác
cắm cho em là đúng rắc các nhá, đúng rắc, đúng nguồn, đúng chân các nhá. Đấy, cắm cho em là đúng đúng thì nó mới lên, còn cắm sai là không lên đâu. Đó, đây. Như này là chúng ta đã kết nối xong cái phần cán của nó này. Đấy, cái phần cán gốc đây, nó như này. Đấy các nhá, phần cán gốc cắm như này. Đấy, cái này thì nó có băng dính về, các bác bóc băng dính ra các nhá, bóc băng dính ra. Đó, kết nối rất là ok luôn các nhá. Đó. Tiếp theo, này các bác cứ dở cái quận này ra, bỏ cái kéo nào. Đấy, các bác dở cái quận này ra thì mỗi cái phần này nó là một cái cánh, mỗi phần này nó là một cái cánh. Thì các bác cứ thế là cắm vào là nó sẽ kết nối thôi. Cứ thế cắm vào là sẽ kết nối thôi nhá. Đấy. Mỗi cái cánh này của nó thì nó dài là đây, nó dài là vào đi 1 này, 2 này. Nó vào khoảng gần 50 cm, gần 50 cm cho cái cánh này các nhá. Đấy. Và đây thì nó có cái mạch nối này. Về các bác chỉ cần là cắt ra là xong. Đấy, cắt ra là xong các nhá. Đây nó là cái băng dính hai mặt thôi. Các bác cắt ra cho em như này. Còn cái mạch này nó không có liên quan tại vì cái rắc cắm của nó như này rồi. Các bác cắt ra cho em này. Đó, cắt ra. Cắt rời ra như này các nhá. Đây nó chỉ là cái băng dính thôi. Đấy, cái mạch của nó sẽ có cái phần nối giống nhau như này. Giống nhau như này các bác nhá. Đấy, cái phần nối giống nhau thì các bác cứ cắt rời ra cho em là xong. Đó. Đấy, đến đây. Đến đây mình lại cắt rời ra và nó là cái phần nối thôi. Nó có 11 cái. Các bác cứ cắt rời ra cho em. Đấy, cắt rời ra nhá. Sau đó thì các bác cắm vào con thân này cho em này. Đấy, cắm vào từng cánh một. Các bác cứ cắm đúng rác cho em. Đấy, cắm đúng chiều đúng rác cho em là ok nhá. Đấy, đúng chiều đúng rác này. Đấy là ok thôi, là nó sẽ kết nối các bác nhá. Đây, ví dụ đây là nó có cái phần cái sống này, có phần cái sống này. Đấy, cái sống G này thì các bác cắm đúng cái G này cho em. Đấy, ăn lên trên như này là ok các bác nhá. Đó. Ăn lên trên này là ok. Đó, cứ này là các bác cắm là kết nối thôi các bác nhá. Cắm hết vòng như này, sau đó thì các bác bắt đầu bật lên. Rồi em sẽ cắm hết lượt cho các bác xem. Đây các bác nhá, đấy em cắm vào, các bác cứ cắm chân nào là nó lên chân đấy. Đây em mới cắm được cái sống và cái cánh nó đã bắt đầu lên rồi. Thì các bác cứ thế là các bác cắm lần lượt vào cho em. Đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Về thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình. Đấy, ổ USB nhà mình rất đơn giản như này thôi. Đó, em sẽ cắm hết lượt cho các bác xem. Đấy, về nhà các bác cắt hết lượt ra cho em từng đoạn một như này, nó phân từng đoạn, các bác cắt hết lượt ra, sau đó thì các bác cứ cắm vào. Đấy, kể cả các bác cắm trực tiếp này cũng được này. Đấy, em cứ cắm vào đến đâu là nó sáng đến đấy luôn. Đấy các bác nhá, nó có những cái đầu rác này thôi. Con này thì kết nối nó rất là đơn giản thôi. Sau đó thì các bác bắt đầu là dán lên tường. Đấy, dán lên tường. Đấy các bác nhá. Đây em cứ cắm vào đến đâu là nó sáng ở đấy này. Đấy. Ở đây thì nó có 11 đầu các bác nhá. 11 đầu. Cái này thì bác không sợ giật đâu, tại vì là nó qua cái cục chuyển điện cái đồ, qua cái cục chuyển điện cái đồ cho nên là cái này nó không giật các bác nhá. Nó không giật. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là mình bóc ra và bóc cái băng dính ra. Nó có cái băng dính hai mặt. Các bác bóc cái băng dính ra. Sau đó thì các bác lần lượt dán lên tường theo cái cánh của nó. Đấy, các bác cứ dán lên tường theo cái cánh của nó là ok. Đấy, em cắm ở đâu là nó sáng ở đấy luôn. Nó có tới 11 cánh các bác nhá. Đó. 11 cánh gì đấy. Đấy các bác nhá. Đó. Cả cái thân chính của nó nữa là thành 12 đấy các bác nhá. Đó. Thì các bác cứ cắm lần lượt vào cho em. Đó, đây. Đấy. Đây em cắm hết lượt vào nó thành một bộ như này rồi. Đấy các bác nhá. Con này thì đấu nối thì nó rất là đơn giản thôi. Dễ làm thôi. Đấy, đây. Về các bác phải cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Đó, và nó có một cái thân chính này. Cái thân chính này là cái cuống của nó và nó chia ra như này. Đây. Đấy, em sẽ chia ra cho các bác xem. Đó. Cái này bắt đầu tí nữa em sẽ dán lên tường và cho các bác xem trên tường. Còn đây là em mới đấu cơ bản như này thôi. Đây các bác nhé, xem nhé. Đấy, đây bắt đầu em bắt đầu điều chỉnh này. Đấy, chế độ nháy ra nháy vào này. Đó. Nó rất là đơn giản, rất dễ đấu nhá. Cái này là không có củ đâu nhá. Về các bác phải cắm vào cái củ nguồn điện thoại nhà mình. Đây em đang cắm vào cái ổ xanh này, đang cắm vào cái ổ xanh đây. Rồi giờ em sẽ dán lên tường để cho các bác xem nhá. Đây khi em dán lên tường nó như này các bác nhá. Đó, em dán qua thôi để các bác nắm được. Đây là cái bộ điều khiển của nó này. Em sẽ điều khiển cho các bác xem các cái chức năng của nó nhá. Thì nó có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau. Đấy. Đây, đấy, rất là nhiều các chế độ các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Có chế độ auto, chế độ tự động này. Đấy, rất là nhiều chế độ khác nhau các bác nhá. Đó. Đây, đấy, chế độ đứng yên này. Đấy, rồi các cái chế độ khác nhau các bác nhá. Đó, tắt đi này, bật lên này. Đây các bác nhá. Đó, đây điều khiển của nó đây. Đấy. Tắt đi này, bật lên này. Đấy. Sau đó là chế độ đứng yên này. Và sau đó là chế độ các cái chế độ khác này. Thì em sẽ lần lượt điều khiển cho các bác xem các bác nhá. Đó. Đầu tiên là chế độ đây. Con này là bắn từ dưới lên này. Đó, bắn từ dưới lên. Đấy các bác thấy tuyệt vời không? Đó, bắn từ dưới lên các bác nhá. Đó. Đây. Tiếp tục này, chế độ khác nữa này. Chế độ 2 này. Đây các bác nhá. Đó. Đây. Đấy các bác thấy không? Đấy, chế độ thứ 2. Đó, chế độ thứ 2. Rất tuyệt đỉnh luôn các bác nhá, rất tuyệt đỉnh luôn. Đó. Chế độ thứ 3 này. Đó. Chế độ thứ 3 này các bác nhá. Đấy, chế độ thứ 3 này. Tiếp theo chế độ thứ 4 này. Đấy, chế độ thứ 4 này. Đấy, chế độ thứ 4 các bác nhá. Đó. Đầu tiên là nháy từ ngoài vào này.
nháy từ ngoài vào các bạn, đó, nháy từ ngoài vào nhá, đó, các bác thấy không? Nháy từ trong ra này, đấy, nổ pháo hoa từ trong ra này, rất đỉnh luôn các bác nhá, đấy, từ ngoài vào này, đấy, từ ngoài vào, từ trong ra này, đấy, rồi đến chế độ là đẩy từ ngoài vào này, đấy, đẩy từ ngoài vào nhá, đẩy từ ngoài vào, rồi đến chế độ đẩy từ trong ra này, đây, từ trong ra này, đó, các bác thấy không? Rất nhiều chế độ luôn. Đấy, tiếp theo là chế độ đi ra này. Đấy, chế độ đi ra đây. Đấy, đi từ dưới lên, sau đó đi ra hai bên này. Đi vòng quanh này. Đấy, các cái chế độ khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều chế độ luôn. Đó. Tiếp theo là đến chế độ đi ra theo kiểu mũi tên nữa này. Đấy, đi ra theo kiểu mũi tên nữa này. Đó, rất là đẹp không nhá. Đấy, các bạn thấy không? Cực kỳ là chất luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đó, LED pháo hoa nó phải chất như thế nhá. Đó, rất là chất lượng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Và rất là nhiều chế độ các bác nữa nhá. Đấy. Nói chung là rất là nhiều chế độ luôn. Các bác có thể về tùy chỉnh các cái chế độ mình mong muốn các nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Đấy các nhá, lại còn nháy xoay vòng nữa này các nhá, rất tuyệt vời luôn. Các nhá, đấy, rất nhiều chế độ nhấp nháy rất đẹp luôn. Rồi em sẽ hướng dẫn các bác cái cách cài đặt các bác nhá. Đó, cách cài đặt cho các bác cài đặt. Nói chung là con này thì tuyệt vời không mặt trời rồi. Đó, bên em bán rất là nhiều được các bác nhá. Đó, thế không? Các bác thấy không? Rất ok luôn. Em sẽ hướng dẫn các bác cách cài đặt luôn các nhá. Đó. Thì bên em còn có cả cái mẫu led dây 5m các nhá. Đây, cái mẫu bên này là mẫu led dây 5m này, nó cũng rất là nhiều chế độ khác nhau các nhá. Đó, nhiều chế độ khác nhau. Đây. Đấy, nó cũng rất là nhiều chế độ khác nhau để cho các bác điều chỉnh luôn. Đó các bác nhá. Đây. Đấy, rất là nhiều chế độ khác nhau các nhá. Đây. Cái con dây 5m này này, đó. Em sẽ điều khiển cho các bác xem con dây 5m này luôn. Đấy, cùng một thể luôn các nhá. Đây, con này con dây 5m này. Dây 5m đây các nhá. Đó. Con kia, con này là con dây 5m, dây dài của nó 5m cũng dán tường được luôn các bác nhá. Đó đây, các bác này, đó. Chuyển màu này. Đấy, chuyển màu này. Rồi các cái chế độ nháy khác nhau các bác nhá. Đó, đây. Các bác có thể đổi tông màu này. Đổi chế độ nháy này các bác nhá. Đó. Nháy nhanh, nháy chậm các kiểu được luôn các bác nhá. Đó, đây. Nháy lên, nháy xuống, nháy nhanh, nháy chậm rồi chuyển tông màu các kiểu các bác nhá. Con này thì nó cũng rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó, con này cũng rất là tiện các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác này, nó đảo chế độ chế đụng các kiểu luôn các nhá. Đó. Nháy nhanh nháy chậm. Có để đây chờ tí. Đây các nhá, dây 5m các nhá. Dây 5m cũng điều khiển các nhá. Rất tiện dụng luôn cho các bác sử dụng này. Nháy nhanh nháy chậm này. Đấy, các cái chế độ luôn các nhá. Đảo màu, đảo miếc, nói chung là rất nhiều chế độ cho con dây 5m này các nhá. Dây 5m này là 110k các nhá.